Chào các bạn, hôm nay thầy Minh sẽ trở lại để hướng dẫn các bạn thi mỹ thuật nha. Thi đại học mỹ thuật. Một cái tư thế mà không biết các bạn gặp chưa, thầy Minh nghĩ là chưa đâu. Nhưng mà điều thầy Minh muốn là mình có những cái góc nhìn đa chiều. Nó mang tính hiện thực cao bởi vì cái tính ứng dụng quan trọng lắm. Thầy sẽ vẽ cái khung xương nè, để xong rồi các bạn sẽ hình dung cái tư thế qua cái bài giảng sau đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn subscribe kênh để học thêm nhiều bài giảng mới nhé. Mỹ thuật có rất là nhiều cái để chúng ta khai thác cái địa hạt của nó. Cái bài hôm nay thì mình giảng á, nó sẽ là cái bài mang tính ứng dụng hình thể cho những bạn làm nhân vật, làm phim, vân vân, hiểu cấu trúc. Chúng ta phải hiểu cái cấu trúc anatomy thông qua cái bài này. Thầy đang dựng xương, dựng cái phần xương. Nó cũng là cái phần bố cục chính của một cái bài luôn. Thường là sẽ là tư thế đứng, nhưng mà hôm nay là thầy Minh sẽ làm cái tư thế này để các bạn thay đổi không khí, cũng như có cái nhìn thực tế mà không có kiểu học thuật. Bởi vì quan trọng, anatomy là quan trọng, thì chúng ta phải hiểu. Quan trọng là chúng ta phải hiểu cái vấn đề. Rồi bây giờ cái dáng người nam ngồi trên ghế, và người nam là đang tạo dáng với chiếc áo của mình, ngồi trên ghế theo phối cảnh nha. Và người nam này là sẽ mà mặc áo, sẽ có áo quần chứ không có phải là khỏa thân hay gì. Thầy sẽ đi vào chi tiết. Bài này thì vừa mang cái tính là mình sẽ học được về cái cảm xúc biểu lộ nhân vật, sẽ rất là tốt cho những bạn theo cái quảng cáo tạo dáng nhân vật, bám theo xương. Anatomy mặt, sọ, lỗ tai, thấy không? Đây, đường tầm mắt, đường mắt nè, đỉnh đầu, chưa gắn mái tóc vô, còn khi mình gắn vô thì nó sẽ là như vậy. Đây là diện bên hông để mình xác định lỗ tai, vị trí lỗ tai. Thì nguyên phần bên tối mình phủ lên, và vừa làm thầy sẽ vừa giảng về cái khối cơ. Đây là cái đốt vai, xương vai, và cái cơ mình sẽ đắp lên. Cơ này, cơ tam giác vai nè, nó chéo, nó đi chéo ra sau. Và cái đặc biệt là hai cái tay sẽ nắm cái áo y như xé ra vậy đó. Thì thầy sẽ vẽ luôn phần này. Cái áo quan trọng. Bởi vì mình nói là đây là cái dạng bài mở rộng, mở rộng để chúng ta sáng tạo. Ví dụ chúng ta, nó liên kết nhiều đến cái chuyện là những bạn sáng tác á. Ngực nè, mấy bạn mà mới mốt học mỹ thuật xong mà đi theo con đường sáng tác á, thì nó hỗ trợ nhiều trong cái chuyện tạo hình. Mình không có bị bí ý tưởng, và mình không có bị rào cản. Chứ đôi khi chúng ta học xong chúng ta cứ bị rào cản, mà thật là học xong đầu tiên chúng ta phải quên kiến thức đi, thấy không? Chúng ta học nhiều, sau đó chúng ta
tiếp tục hành trình là tìm lấy cái của mình, cái hợp tần số và cái phù hợp yêu thích của mình. Bài này thì dự định là làm thành hai phần. Đừng quên chỗ này có cái xương đây, xương ngoài xanh, và hai cái cơ cổ nè, hai cơ cổ lớn chạy dọc xuống đây, thấy không? Phần ổ bụng ở đây rồi, nhưng mà cái áo trong cái tạo dáng này của thầy thì cái áo sẽ che đi. Bên đây mình thấy cái phần quần, tại mặc quần jean, thầy cho cái nhân vật của mình là mặc quần jean, nếp quần nè, đó. Những cái dạng bài này mấy bạn sau khi được tạo cảm hứng bởi những cái bài của thầy á, mấy bạn có thể là tiếp tục vẽ những cái chủ đề của riêng mình. Mình cứ đưa ra, tự đưa ra cái chủ đề và mình làm việc theo nhóm bạn để thử thách nhau cùng học cũng rất là hay. Bởi vì mai mốt cái nhóm bạn, các bạn có thể làm triển lãm chung hay là sao đó, đúng không? Bàn tay, khối bàn tay bên đây thì mình cứ rõ ràng đưa ra cái sự sáng tạo trong mỹ thuật nó rất là quan trọng. Chúng ta học những cái kiến thức nền tảng, sau đó để mà chúng ta sáng tạo nên những kiến thức mới của chính bản thân mình. Chứ học một người thầy không phải là để nguyên si làm theo y như vậy thì chúng ta sẽ không có cái gì mới hết. Nên là thầy dạy học trò lớp online cũng vậy, thầy có lớp online dạy kèm sửa bài qua Zalo. Bạn nào muốn đăng ký thì comment nha, vô bio để xem thông tin Zalo á, hoặc là vô phần thông tin video đăng ký lớp vẽ 1 tháng 1,5 triệu. Đó, chỗ này là dinh lịch. Trong lúc vẽ nè, thầy sẽ phủ cái phần bóng tối. Và trong lúc vẽ cái chỗ nào nó không phù hợp với cái ban đầu dựng hình á, mình tùy chỉnh nó luôn trong quá trình đánh bóng dựng hình luôn. Đó, chân dung người nam đang ấy. Rồi bây giờ thầy một chút xíu, bây giờ thầy zoom một chút xíu vô cái mặt nha, diễn tả cái phần mặt nè. Để nó có một cái nhận diện đầy đủ phần bóng tối và những phần gò má nè, những phần xương là mình nhấn, phần thịt là mình buông một chút, cái môi nè, bóng môi dưới nè, bởi vì ánh sáng nè hơi từ trên xuống. Trong cái bài này thì mình sẽ có hai cái nguồn sáng, một là từ trên xuống, hai là từ trước xéo cái mặt, cho nên cái cằm thì tạm thời sẽ cho sáng lên, mục đích là để thấy khối được. Đây, khi cái cổ ngước lên nè, bạn thấy không, xương cổ, cái cục xương cổ đây mình nhấn, và xương chéo quai hàm, xương chéo cái hàm ở đây, thấy không, xương chéo hàm, rất quan trọng luôn. Tóc nè phía sau, hốc cổ nè, cái hốc cổ đây, hai cái xương đây. Thì nhớ chỗ này nhiều bạn hay vẽ thiếu chỗ này nè, nhấn chỗ này, nó là cái hốc chỗ nuôi cá đó, nhưng mà ở dưới, còn nuôi cá là ở trên, thấy không? Nuôi cá nè ở đây, các bạn nữ mà hồi xưa mà có cái chào lưu đó, nuôi cá là ở đây nè,
còn đây là ở dưới, bởi vì nó phân tách ra cái độ dày cái cơ tam giác bên đây, thấy không? Rồi đến cái cơ tam giác thì nó mới đậm lại, bởi vì ánh sáng chiếu từ trên mà, chỗ này nè, nó đậm xong rồi nó buông ra nè, nó buông ra, rồi ở đây cái cơ này nó đậm ở góc nè, xong rồi nó nhả ra hai bên, cái góc này đậm nè, cái góc này nó ăn theo cái này, ăn theo lên đây nó đậm đó. Cái cơ quan trọng lắm nha, cơ xương. Hệ thống này chúng ta cực kỳ vững vàng thì chúng ta làm game tạo dáng nhân vật thì chúng ta mới không có bị lủng kiến thức, chúng ta mới sáng tạo được, phải có nền tảng. Rồi cái phần này, phần cơ xương, xương sườn gợi. Rồi zoom lớn ra nha, đó chúng ta thấy được cái tổng thể đó, không lớn hơn chút. Cái áo thì sẽ diễn tả sơ sơ thôi, bởi vì trong cái bố cục này nó phụ lắm, chủ yếu là thấy cái tương quan nè, áo quần, mặc pyjama đi, cậu này sắp ngủ đi, pyjama thôi, lành mạnh, áo áo sọc ha, áo sọc, ánh sáng chiếu qua như vậy đi, bay bay nè, tà áo bay bay xíu. Các bạn thấy nè, qua bài này thì cũng cho các bạn hiểu là mình nghề vẽ một cái gì đó đó, chủ đề, bất cứ chủ đề mình phải nghiên cứu. Cái này thì lược qua cái phần nghiên cứu nha, chứ nếu mấy bạn ví dụ bình thường vẽ chủ đề lịch sử đi, quần áo một giai đoạn nào đó thì phải nghiên cứu quần áo giai đoạn đó nha. Còn cái này tại thầy vẽ quần áo ngủ để cho nó đơn giản. Đó. Rồi đến cái phần chân, đi nhanh nha, chủ yếu là để các bạn được kích thích sáng tạo á, để cảm thấy là cái ngành nghề mỹ thuật nó không có gò nén một cái chủ đề nào đó mà nó không có làm chúng ta thích thú, mà là sự thích thú hay không là do bản thân chúng ta thôi. Chúng ta cứ tự đưa ra cho mình những cái bài chủ đề, sau đó chúng ta có nhóm bạn học hay là học thêm qua người hướng dẫn thì hoàn toàn để chúng ta vững bước trên cái con đường sáng tạo nghệ thuật. Đó, cái nhóm những cái ngón sau nó tách biệt với lại cái nhóm của cái chân cái này, thấy không? Đó, thì dễ, đây phân tích luôn, đây là mắt cá, không? Đi theo đó, bàn chân duỗi ra, cái mô nè, nó móc mô ở đây, rồi cái quần chúng ta đây, rồi chân này đó, rõ ràng chúng ta lấy chân cái nè, rồi những cái chân khác nó cụp, chân cái những cái khác nó cụp và nó đi theo cái khối. Chân cái nó hở, chân cái ngửa, những chân khác cụp lại. Đó. Đi theo cái khối vậy các bạn dễ xử lý. Đó, đây. Cái bóng đây. Lên đây gặp mặt cá bên đây. Đó, rất là dễ ha. Mấy bạn cứ làm theo những phương pháp thầy hướng dẫn trong kênh này nè. Các bạn có những một số cái cách tham khảo vẽ nó dễ, bởi vì thầy là vẽ concept nhiều lắm. Nhân vật phim rồi đó, phim Hai Phượng nè, phim Hai Phượng là thầy cũng vẽ mấy cái cảnh hành động đó. Hồi dịch đó, thầy vẽ cái phim Cá Mập của Hollywood chiếu rồi đó, Rekin, sát à, Rekin 2021 thì phải, đúng rồi, Rekin
Satara Win 2021 là cái phim cá mập của Hollywood. Là có mấy cái cảnh là thầy vẽ key visual, cảnh trí cho họ vô phim họ làm. Đó, nhân vật các bạn thấy không? Sáng tạo, rất là sáng tạo. Nghĩa là để chúng ta thấy cái việc học chúng ta nó không có bị chán đó các bạn. Không, cái bóng này kịch tính, mình ra một cái bóng kịch tính. Bởi vì sao? Nó vừa ánh sáng ở trên, vừa ánh sáng đằng trước, bên hông. Nghĩa là nó có nhiều cái bóng để mình diễn tả lắm, cho nó đẹp hình, vừa đúng vừa đẹp. Cái ghế diễn tả sơ sơ thôi nha. Chủ yếu là mình xong được cái vấn đề chính của mình về cái nhân vật lạ. Đó, tức là để cho tức là thầy nói về các bạn kỳ thi đại học mỹ thuật nhưng với một cái cách tiếp cận lạ, sáng tạo, để các bạn thấy nó màu sắc chứ nó không có phải là sự sao chép khô cứng một cái khuôn mẫu. Mà nếu mà lỡ mà người ta có ra thiệt bài này mình cũng sao biết làm. Nhưng mà thầy nghĩ không ra. Ok nha. Khoan, kiểm tra coi. Này, cái thấp. Đó, mình phải kiểm tra, làm xong kiểm. Cho là thầy muốn cho ông này ông đô thêm xíu nữa. Thì mình làm cơ này nè. Nó mập lên. Đó, thấy không? Đô lên mình làm. Cơ. Mập lên. Đó, ok. Vậy nha. Ok đúng không? Thì thu gọn lại xíu, nhìn một cách nhìn được tổng thể nha. Rồi, chào các bạn nha.